Biển Đông xin chào các bạn. Ngày hôm nay mời các bạn cùng với đầu bếp Biển Đông chế biến một đàn tôm hùm đánh tiết canh tại bàn, thân răng muối và đầu cháo ạ. Đây là những đĩa nhân tiết canh. Cái nhân tiết canh này được làm từ tôm sú đang bơi các bạn nhé. Nhân tiết canh được làm từ tôm sú đang bơi. Những chú tôm hùm đang được lấy tiết lần lượt ạ. Tiết canh tôm hùm là món ăn đầu bữa rất là tuyệt vời ạ. Rất giàu chất dinh dưỡng. Tốt lắm anh ạ, nó đại bổ luôn. Bổ nhiều cái ạ. Đây là một đĩa nhân tôm sú này, các bạn nhìn này, nhân tôm sú được làm nhân tiết canh được làm từ tôm sú đang bơi. Các bạn nhìn tôm rất là khỏe. Con này mà nó ôm là chặt lắm nhất kìa. Ôi. Bây giờ thì kính mời các bạn cùng với siêu đầu bếp của Biển Đông chế biến những chú tôm hùm này ạ. Em vào đi. Đâu đầu đi. Ok nhá, đi đây nhá. Đấy, coi lại. Đặt đồ hay rồi. Đây là ba chú tôm hùm ạ. Ba chú tôm hùm vừa mới được đánh tiết canh tại bàn cho khách. Tôm ngày hôm nay rất khỏe ạ. Tôm có size 1,6 cân một con. Tôm có size 1,6 cân một con. Đây các bạn nhìn đã được chọc rất là nhiều tiết rồi. Nhưng mà tôm vẫn còn rất khỏe. Tôm rất khỏe luôn ạ. Thịt rất là nhiều. Đấy, các bạn nhìn thịt rất nhiều ạ. Làm đi em. Ngày xưa thì tôm hùm luôn là thượng phẩm, luôn là một thượng phẩm dành riêng cho vua chúa. Ngày nay tôm hùm có phổ biến hơn, nhưng vẫn luôn là một cái món mặt hàng, món hải sản biển vô cùng quý giá để dành tặng người thân, dành cho những bậc sảnh hạn. Đây các bạn nhìn này, tôm rất là nhiều thịt ạ, chắc nịch thịt luôn. Tôm khỏe lắm ạ, đây các bạn nhìn này, đầy mút thịt. Chú tôm được chặt cái thân ra nhưng mà vẫn còn đang cử động ạ, vẫn còn đang giật giật đấy. Tôm rất khỏe, em cứ chặt đi, không sao đâu. Đây các bạn nhìn này, tôm khỏe không ạ? Các bạn có thấy tôm khỏe không? Ngày hôm nay thì thực khách tại Biển Đông đã thưởng thức món thân rang muối, thân tôm hùm bông Nha Trang ngày hôm nay được làm rang muối. Rang muối vị rất là đậm đà. Đầu tôm được nấu cháo đậu xanh ăn rất là béo ngậy. Tôm rất nhiều thịt. Các bạn nhìn này, tôm rất là nhiều thịt luôn, đầy mút thịt luôn ạ. Vỏ rất mỏng. Tôm hùm bông Nha Trang luôn được mệnh danh là một vị vua của các loại hải sản. Được mệnh danh là vị vua của các loại hải sản.